Chị đại ca. Nằm đi. Nằm đầu giống như cái thằng trong sách tiếng Anh kia chị cha. Peter. À. Đúng rồi. Đầu sách tiếng Anh á. Peter. Tóc màu vàng vàng. Tóc màu vàng vàng á. Thằng Peter à? Ừ. Đây là BJ. À? Cha là bị quén đó. Hai cha hồi nhỏ ra đặt là bị quén. Đây bị quén lên. Mà anh tóc nhiều dễ sợ lắm á. Quén dễ sợ. Mẹ uống đây nha. Không qua gì gì hắn uống giang đó. Đầu nhớ luôn ấy, có gầu đâu. À, xuống cô Trang gầu đầu cho. Đi xuống gầu đầu không thấy. Không thấy. Xuống cho đi xuống gầu đầu đây, cho cầm điện thoại theo đó. Có bật nước nóng chưa ta? Chắc cũng nóng rồi đó. Anh đuổi hắn ra rồi. Tập cho chơi cái đường trước em thôi. Tiếp tục cho anh, chắc em nghĩ còn nữa. Thiên kìa, đi gọi đâu Thiên kìa. Peter. Peter. Chờ tên kia tiếng Anh là tên gì ta? Alex à? Tiếng Anh là gì con? Mát à? Thiên, nói không trả lời. Cô hỏi kìa. Trên trường tiếng Anh còn tên gì? Tên tiếng Anh á. Tên Yến. Cô Yến á. Không. Tên nhá. Tên của con á. Mát. Ý là cô tiếng Anh là tên Yến. Ý là mát M A S hay là mát M A T C M M A ai ít được. Học trường quốc tế thì cũng phải ấy phải có tên. Không biết nữa. À. Cái có tiếng Anh đọc tiếng Việt cho ra. Vô tiên hả? Chứ nó là người Việt dạy hay là người ấy dạy con? Có người nước ngoài dạy không con? Thiên. Không, ý là hỏi thì có người nước ngoài vậy. Thiên. Chờ cái thằng đi. Ta lấy điện thoại lại nghe. Có thầy người nước ngoài không? Dạy không? Dạ có. Nó lấy điện thoại lại nghe. Xuống qua đây. Dường con. Mà chào ông kinh. Đi đằng kia. Mẹ nàng cục bên này, cục bên này ra. Thì đi.
hắn không phải nặng ta đâu, hắn hắn tập trung cái điện thoại á, hắn mà nặng mà nói chị hắn thôi á, nhiều chuyện bà cố luôn á. Hôm đây mà ông nằm ôm nghe mình nói chị là cũng nhiều chuyện lắm. Chị đang nói cái chuyện chi đây nè, cái ông nói, ông nói bừ theo á kìa. Thằng nhiều chuyện ngủ đi nha. Cái con nói nhiều chuyện đâu, do mẹ nói con nghe thôi chứ. Như hồi trước làm nặng lăn rồi hả? Em nặng ở đây chưa? Nặng nhất là chị. Mà gần đây hôm qua cơ sở Thanh An ấy, chị đi nặng. Thì lâu rồi đúng không? Hồi nãy em qua đấy mà hôm nay chị đi không đi. Qua Thanh An rồi. Dạ. Đó có yên nặng ok mà. Không biết mà kiểu quen chị Lý á. Một em gái mà. Nên là yên quen. Nặng ok lắm. Như Lý. Dạ. Em qua đây lần đầu. Không, qua biết rồi, chị không nhớ. Ấy là qua cái cơ sở này nè. Không có, em qua đây, đây là lần thứ 3. Hồi trước em còn qua cái cơ sở ngoài đường Lê Đình Lý chị. Không, chị là, chị tưởng mà là hồi đó giờ em làm bên Tân An, em chưa qua đây. Chị hỏi, qua đây lần 3 rồi hả? Dạ, 3, 4 gì đấy thôi. Cái ơn kia gần hơn ấy, em hay qua kia. Nhiều lắm luôn nè, để hơi lâu đúng không? Em đi nặng rồi sau đấy mới về Tết á, một tháng. Quay lại để coi thử làm được không, để thử để đăng thử lên thời gian nữa, cái này đang thử để test để quay nhiều lại để ấy, làm được thì bắt đầu làm là mà test chắc cũng phải mấy trăm đó, mấy trăm bây giờ nữa, tụi mình phải hy sinh. Mỗi lần đi nặng em thấy quay hết.
Da mặt em quá nhiều. Chắc mặt đi, còn mặt bình thường đi đều là không có quay.